Ủa sao trùng hợp vậy? Em chị lại gặp mấy chị đi. Dạ. Hả? Mấy hả? Nhiều anh đi không? Chị lại, chị lại. Mình có xe. Mấy giờ, mấy giờ? Mấy giờ? Tạm đi làm rồi á. Dạ đi làm rồi. Bữa nay mấy chị qua chơi nè cả nhà. Dạ. Trời ơi, công nhận em có linh cảm hay. Hồi nãy là trong đầu em đang nghĩ á, trong đầu em đang nghĩ là có khi nào là bé Trinh đi qua xong rồi gặp hai chị dưới lầu đi lên chung trời. Ghê không? Giờ là giờ mấy chị em đang chuẩn bị đi chợ đó cả nhà. Có nước cốt dừa, có nước cốt dừa không? Em có. Không có. Có nước cốt dừa. Ờ em có nước cốt dừa đúng không? Có. Ờ. Có nước cốt dừa thì xíu đem lại. Em có nước cốt dừa. Em quên luôn, em quên cái vụ nước cốt dừa luôn. Chị cũng không biết mày. Em thôi đi chợ về đi. Ừ, ừ. Sao? Hai mày xin học hả? Mình mua thịt, mình đi mua thịt gà, lộn, thịt vịt. Ha, làm curry vịt ha. Cái chợ cũng lớn kìa mà. Cái chợ, trời cái chợ khác của anh mà em không biết luôn á. Chưa đi bao giờ luôn. À, mình thì em đi bên hướng bên kia không ạ? À? Mua thịt vịt. À, mua con vịt đi. Bao nhiêu? Tôi sợ. Ờ, 17 tệ với 22 tệ hả? Nó có gì khác nhau vậy? Biết. Nhiều quá. À, cái con mắc hơn thịt nhiều hơn hả? Sữa chi họ ở sơ dù sao mà suy bị lắm bạn. Phiến trùng bùi nha. Phiến trùng bùi nha. Cái này dày này đúng không? Con này chắc thịt nhiều hơn ha. Vậy mình lấy con này đi ha. Mấy chị thích ăn thịt. Mấy chị thích ăn thịt nhiều hay là ăn xương nhiều? Xương nhiều hơn dễ ăn, ăn thịt nhiều. Ờ. Con này ngon hả? Đúng rồi. Ờ. Thịt rất vàng ha. Ờ, rất đẹp. Cho nó xe xoài đi. Quyết hả? Quyết luôn, mua quyết luôn ha. Ờ, quyết luôn đi. 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 Quyết ờ lên cục ghẻ ha. Có còn kêu người ta chặt luôn không vậy? Chặt luôn, kêu rồi. Em kêu rồi. Ừ. Chị sợ đi đâu mà. Ê, đưa cho. Đập mình. Phía của nhà đó, phía của nhà đó. Dạ dạ. À, tôi biết. Em thích ăn hả? Em thích ăn nhà này, tôi biết là thích ăn đấy. Trời ơi, chị thích ăn đít đó. Ồ, khách quen hả? Vậy là bình thường là em mua bên đây hả? Mua mua bia đó. Nấu nhà mình là mua củ gì? Củ khoai môn hay là củ khoai cao. Khoai cao hả? Khoai cao là cái củ mà long long nhiều á chị. Dạ. Cái cơ gia hả? Cái cơ gia chuyện ý cũng tốt sao lắm bạn? 77 à? Mua gì vậy bé Trinh? Ủa không có cái loại mà chưa có hả? Vậy sao không mua cái kia? Không, ý là cái loại mà người ta chưa lột rồi á. Mua cái loại bự không? Em tính mua kia mà thấy ghẻ chưa? Không, cái củ loại củ bự không? Cái củ bự nó béo mà nhiều béo mà ít bắt củ bự lắm. Mà cái này cũng ngon, cái này dẻo lắm. Ngon đúng không?
Bà chủ bà cho thêm hai cái chân gà nữa cả nhà. Cái chân vịt cái lộn. Khoai môn, hành tây. Ê, đủ khoai không? Khoai đủ không? Đủ khoai không vậy? Lấy hết rồi nè. Chị nghĩ là không đủ đâu, thêm đi. Thêm đi, thêm khoai đi. Thêm khoai đi hả? Dạ, thường thường em thấy ăn cà ghi là người ta ăn khoai nhiều lắm. Khoai gì thêm đúng rồi. Lấy thêm mớ khoai chưa lột đi. Không cà rốt đâu. Không cần cà rốt đâu. Cà rốt cũng được. Để chung đi, ăn cho nó đỡ ngán. Dạ. Còn mấy thì thay đi. Khoai vậy nè bà ta. Đông lắm đó, nhà đông lắm đó. Nguyên một nhà luôn đó. Thêm đi, thêm đi. Thêm thêm khoai môn đi. Khoai môn nè cả nhà. Ấy, khoai cao này người ta bán giá sao bên trên? Bên trên. Lão bản, cái này tôi xào một chiên. Chi khoai một chiên à? Khoai cao ở đây người ta bán là 7 tệ 5 hào nửa ký không bà cô chú? Dạ. Hình như là có. Vậy hả? Ngon lắm. Ở nhà chị còn bịch chút xíu mua thêm bịch nữa, với lại mua thêm cái gì nè? Bánh mì đúng rồi. Mua thêm bánh mì chấm. Bánh mì có không? Ở đây có bán bánh mì không? Nó không có giống mì chan nhưng mà tựa tựa, nó tựa tựa. Dạ. Xong rồi đó. Vậy được rồi ha. Đủ rồi ha. Còn có gì nữa không? Còn thiếu gì không? Dịch lấy rồi, dịch né, dịch né. Dạ đúng rồi, cái này đâu cần bỏ rau gì đâu. Được rồi, đúng rồi. Xíu. Ngon không chị? Được. Có ngọt quá không vậy? Chồng em nói ngọt quá. Không. Không ngọt quá đúng không? Không có ngọt quá. Ừ. Không ngọt quá. Nǐ huì hěn duō lè, dù bù dì? Wǔ huì dián nǐ. Huì dián dián. Mà hồi nãy, gì vậy? Hồi nãy cái quận đi chị gặp bả, xong rồi quận về đi thì bả đi mất tiêu rồi. Bả bán rẻ lắm. Chiều chiều á, thường thường là buổi sáng thì ít gặp, mình thường thường chiều chiều là bả đứng ngoài cổng. Dạ. Ôi, chứ lầu em nè. Dạ
Số xong rồi nè ông bà cô chú. Nhìn hấp dẫn quá. Ây da, lần đầu tiên nấu kari bằng hạt. Tôi nướng tầm à? Tao quẩn hả? Để đằng nó, để đằng bàn đằng kia đi chị. Nướng nhanh không biết chưa? Nhanh không? Nướng lần từ từ mà nướng nhanh từ. Cái dĩa kem đi. Tao bày bánh mì. Không có bánh mì giống mì như bên Việt Nam không bà cô chú, nên là phải dùng bánh mì này ăn. Xong rồi cái bỏ vô lò nướng, nướng cho nó giòn hơn xíu. Chồng của chị Vân đang làm món ốc không bà cô chú? Đang xào ốc. Dùng nhiều ấy, sữa. Dùng nhiều sữa, sữa. Sữa là. Rất là dễ. Chỉ khoan để phơi trong sợi dây dầu bên trong xào một chút. Ờ. Này có thông hoa không? Có thông hoa. Có gì? Đây là có thông hoa. Ờ, được. Chưa xào. Chưa xào. Chưa xào. Chưa xào. Chưa xào. Chưa xào. Ví dụ cha Trang Vũ mà. Ví dụ. Ví dụ. Chứ có chồng. Ồ. Không pha. Hai người đàn ông đang loay hoay. A Song đang làm gì đấy? A Song đang sắc hành cho ảnh. Anh đang làm mỡ hành. Xin chào, tôi rất là thích nhưng tôi không biết nơi đó có cái gì. Ăn đi, ăn đi mấy chị ơi. Bắt đầu.
Mấy đứa nhỏ im gu luôn rồi. Mấy đứa nhỏ không nghe tiếng luôn rồi. Mấy đứa nhỏ kệ đó, mấy đứa nhỏ không mình ăn đi được mấy đứa nhỏ. Mình xuống nhà mình xuống mình ăn đi. Được rồi mình ăn chứ hả? Mấy đứa nhỏ để tính sau đây thì nhưng học luôn mới đứng. Con kia con ghế kia. Dạ. Cái em để kể cho em nhớ được cái mày đó làm cái mày không? Cái mày có rửa sạch chưa vậy? Em rửa sạch luôn. Để đằng đó qua đi kể cho nghe qua đây cái mày đó ở trong đây chưa? Biến cái mày để trong đây nấu luôn xong rồi cho. Ủa? Ủa đằng đó không có biết chinh hả? Không. Chị làm gà mà chứ không biết làm cái mày. Cái mày để nguyên cái mày luôn, nghĩ cho bỏ đi. Không chị ăn, chồng chị cắn cái không. Nguyên cái mày luôn. Tiếu thì chứ. Tệ hệ gì đâu luôn á. Chồng chị mới nói là cái mày đàn lại chưa. Sợ hả? Pha hò, pha hò. Cái mày. Nó trước xin hồn, xin hồn. Thương nhắm có tình ra cái mày không, nó mất tiêu rồi. Vậy đâu? Cái mày là em cắt thành bông hoa đúng không? Nè, cắt tóc được quả hào là có canh chứ. Cà phê ốc lắm. Hơi cay. Gì, không thấy miếng ớt nào luôn mà cay hả? Mà cay hả? Không ăn được cay hả? Mày, ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm với lại cả nhà của em nha. Ăn cả nhà. Cái mùi vị sao vậy mấy chị? Ngon. Thiệt không? Thiệt. Không? Để em thôi thử. Đi. Em muốn chụp cái này xong. Không thể nhưng mà chúng chồng em, mọi người chồng quá. Chắc chồng cũng đói được á. Không bị thôi vậy. Có mấy lần chưa ăn một cái nữa. Mỗi lần về là chưa thấy xong gì vậy. Vậy hai ba lần chưa xong rồi. Cũng được. Có gì mà ăn xem. Không biết cách hút cái tâm chị. Em cô em muốn hút cái cốt. Nhiều người em không có hút gì cho nên bạn để đây mất tiêu rồi. Nhiều người hút hay lắm. Chồng chị hút được. Dạ. Thì mấy người bên đây em thấy toàn là hút. Em toàn hút không à. Cho chồng chị chấm chị. Chồng chị chấm. Mình xem nên bỏ tiền. Đây này rồi hồi già, đi vào già. Ừ. 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 Em bỏ xả cho nó thôi. Em bỏ xả cho nó thôi. Mà giống như nhìn ăn thôi. Chồng em la ăn cay hả? Chồng em ăn cay được. Bây giờ thấy kêu đòn kêu quá chồng. Thế em giả xin à. Luôn. Trung Quốc mà Trung Quốc không ăn tầm. Không, không có ăn tầm. Không có ăn tầm. Không có ăn tầm. Theo cái thằng ngồi thằng ngồi bên sân hào là cái đó sao ngon nha, bánh mì nhân tạo lên nướng lên ngon 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 chồng chị tên gì vậy? Để chứ bằng tên đi chứ, mỗi lần chú ta kêu nghe nó dạo à. Chào thăm thăm bên này, chào thăm mình như thế. Xin chưa? Xin chưa? Xin chưa? Ừ. Sơ cơ. 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 Sơ
Nhưng mà phóng cho hai ta của mình nó mới không có trong khách sọ. Em đi khách sọ. Thì đỡ rồi. Hả? Em đây không ở chung nữa. À, nó không ở chung nữa hả? Ở chung khác nữa hả? Ở trong đó luôn mà chỗ khác. Nó nhỏ. Nó rộng hơn cái đợt cân qua lần đầu tiên. Bởi vì tính rủ qua mà nhỏ quá nó qua không có chỗ lại nữa. Thôi chị, ngồi bên Giang nha, vui mà. Nếu mà chịu thì bữa nào cũng có bên chị. Vậy là em chị về quê hả? Không, nó không có gì quên, nó đổi con thằng trai nó không học nữa. Nó không học nữa là con thằng trai nó về quê rồi. Về quê là phòng nó như là đi làm xa quá nên nó không chịu ở nữa. Chợ nó nên là dọn đi. Nếu mà dọn đi thì hai vợ chồng vợ cái phòng đó tới 3.500 lần ở xong nổi. Đúng rồi, quá mắc. Phải dọn chỗ khác. Ý là cái phòng này 1.500 mà hai đứa em định đổi thế nào? Để kiếm chỗ rẻ hơn đi nè. Rẻ hơn rồi, thấy gì cũng được rồi. Mà muốn tiết kiệm hơn nữa. Tiết kiệm nữa. Cái phòng mấy trăm thì nó tiết kiệm được gì chứ. Thăm nó phòng rẻ rồi. Nay phòng rẻ lắm. Thì cái phòng bự gì mà 1.500 là rẻ rồi. Nó rẻ lắm, phòng mấy rẻ đó. Dạ. Nếu mà tìm mà chắc không tìm được phòng cái gì đâu. Đúng rồi, giờ đi bỏ đi cái tiết mới mốt dọn qua chỗ khác ở không bằng cái phòng cũ đâu. Dạ. Cái phòng cũ là rẻ rồi, thôi ở đi. Mà lúc trước chị Lan mướn phòng mấy trăm không yên đâu. Chị không có biết nấu luôn. Mới tiêu được. Không có biết nấu luôn á. Tiêu mấy xuân mama có phải người chứ không hả? Cái phòng chị á mà hai đó mà mẹ xíu. Dạ chứ ạ. Mama nở cái phần này xíu không hả? Mama không mẹ nhà biết không vậy? Ờ, mình là phần nhà biết không hả? Phòng mấy cái mà nhỏ á, phòng mà nhỏ á, phòng mà nhỏ á, phòng mà nhỏ á. Mama nhớ có sự cha thì hay không bà? Ừ. Mama. Mấy số đây? Đây là dọc sau này mấy con thì cái các kiểu đúng rồi. Thái. Dạ. Đúng không kể cho tôi nghe. Cho tôi nghe. Tôi nghe. Chào. Chào thay tao rồi. Cái nhà đó bị được cái đất chưa? Trên. Ờ đúng rồi, trên cái đất quen. Cái đất quen. Người nhìn người xinh xắn vậy mới làm cái đất nha. Ăn quen được ngon. Tại vì cắt cục dầu rồi nè. Ừ. Nghe sợ chứ mà nhưng cái ăn được nó nhiều người, luôn á. Nhiều người nó ăn cái đó ngon lắm á. Dạ. Cái câu vịt mà chấm mà em mới làm mắm gừng mà chấm bao chú luôn. Ừ. Mấy người ta mùa người ta biết cắt hết mấy cái đấy rồi. Ủa, mẹ vậy là cái mề hồi nãy là tụi em cắt đó hả? Đúng không? Ừ, mày gửi mày cạo ra. Vậy mà chị tưởng cái bên chỗ bán người ta làm. Làm chứ. Khoai tiền xương hả? Không nha, nó làm cho mình rồi, nó nhẹ cái lớp da rồi, nhưng mà về mình phải cạo lên nữa, cạo thằng lớp da nữa, lột cái lớp da. Đúng rồi, lột ra, lột cái giọng. Ừ. Sao đó? Sao đó? Phải nhắn đừng bì lại là chơi với bé chân là hợp luôn. Hai đứa cỡ tuổi nhiều và cùng nhau. Nó gặp mình mấy lần mà cũng gặp mấy lần rồi. Chắc mày quên rồi. Gặp rồi. Gặp lần. Lần. Bữa gặp qua nhà chị đó. Ổn. Ổn chân mấy tuổi chị? 9 tuổi rồi. 9 tuổi rồi hả? Ừ. Thế hôm nay mà cái chị kia kể là con gái của bà cũng 9 tuổi mà có người yêu, mẹ hoảng hốt chạy về Việt Nam đón vào đây luôn. 9 tuổi là chị thấy rồi chị ơi. Ê, con nít bây giờ nó Việt Nam mình giàu ghê lắm. Lui, nít giờ yêu sớm lắm. Việt Nam mình giàu ghê lắm, không phải bên Trung Quốc hay bên Trung Quốc. Giờ mấy đứa này là tuổi ăn tuổi học không á, nó không biết có mấy vụ yêu đương đâu. Trời ơi, còn bên Việt Nam mình là giờ yêu đương nhóc luôn. Dạ, bây giờ người thời mình là làm thấy sớm rồi mà thời bây giờ đúng rồi, sớm hơn nữa. Sớm rồi. Này có cái gì đó, tôm gì, tôm hùm, tôm gì đó, tôm đất hả? Đi cầu bên, đi cầu ơi, qua bên chị á, bên trong có chỗ mà nhìn ở nhân cũ luôn á, bên trong cũ có người bên đó, nó có câu tôm hùm á, có chỗ câu đúng không? Có. Trời yêu quá à, em bây giờ bữa giờ là em muốn đi câu rồi đó, mà ở đây không biết ở đâu có. Thứ bảy đi đi, tại thứ bảy này là chị nghỉ chủ nhật thì phải đi làm bù, tại lễ á, lễ nên lễ một năm nên là chủ nhật là người ta đi làm, là tuần sau hả? Là người ta đi làm thứ bảy nghỉ được nghỉ bù.
thứ bảy, nếu mà đi thứ bảy qua mình là đi xin đeo lóng sạn, chị chồng chị kho ngon lắm. Ở đâu? Qua mấy mấy chị cầu đi qua, đi qua chị cho cái cầu qua bữa mình đi làm bộ đó hả? Qua chị là mình đi câu đúng không? Qua bên bên chồng chị, bên chồng chú chị ở trước. Nếu mà đi được xe đạp, bên điện đi xe đạp điện cũng đi làm gửi vị trí qua đấy luôn phải không? Đúng rồi đúng rồi, từ đây đi tới đấy gần gần đúng rồi, gần hơn đúng không? Đã gần chỗ hai chị với bạn đúng không? Dạ, tụi em đi qua bản hả? Ủa sao nó nha, bây giờ hay khó sợ. Hồi xưa, như là bố cân căng khoa lọ. Tụi mình chắc tạo ra đi giống bố họ xử vậy đó. Cảm ơn Việt Nam chơi khác hả? Dạ, 20 ngày, hay mấy ngày? Ngày. Giờ chút Tết nửa tháng. Mấy giờ đăng lên làm đủ thứ mà. Dễ thôi, dễ chịu, giống không dễ chịu. Dạ, dễ chịu. Dễ chịu, dễ xấu, tiếp xúc, dễ tiếp xúc, dễ hòa đồng. Hòa đồng. Ừ, hòa đồng. Ai chơi cũng được hết. Chồng giống này về Việt Nam ai cũng mê hết rồi. Dạ. Ừ. Đúng rồi. Ai cũng mê, ai cũng mê hết rồi. Dạ. Tại nói có nhiều người ta làm một kiểu như cảnh cảnh đó, à, kiểu đúng rồi, đúng rồi. Này không có đọc về là đi nhậu hay nhậu gì là cũng kêu ổng hết rồi. Thậm chí mà mấy mấy bà già đến bài cũng kêu ổng ngồi chung đến bài. Mình được hay mình kiểu như mình ở gần người hòa đồng như vậy. Đúng rồi, hòa đồng lắm. Mời lắm, mấy người xóm nó mời lắm. Anh xem một xíu đấy, anh cho một cô em. Cô mang hả? Em lấy cho một cô em. Thôi sao được hả? Sao được hả? Sao được hả? Cái này quá đấy. Lấy này, sạch đất. Đây, đây, đây. Đất quá, đất mà sầu à. Thân ăn xong chưa? Ăn xong rồi. Thôi à, sao? Em ăn hết rồi chứ không biết ba chứ. Mấy người ăn lắm. Chị qua hai người. Em ăn bún lắm. Bún mình ăn. Bún mình ăn đi. Hai em bún đồ hũ. Đồ hũ rồi đó. Cái này làm cái bún đậu bóng tô bây giờ đúng không? Sao ăn đồ phát điên gì? Phát điên gì tê đấy. Nhưng mà chữ ra nó mất dò là xếp hỏi ra cái gì đó quên. Tôi vừa mới tôi nhìn tôi nhắn sẵn rồi. Tôi vừa quay bên xưa họ xưa kìa. Cái đó mình là cắm trại gì nó vui. Cái đó mình đi cắm trại đi đi kia cắm trại. Đúng rồi. Đi ngoài cái thông cái bắt ghế bắt bàn đó. Không bắt ghế bàn cực lắm mình tấm giải đi. À tức là tấm giải. Ai mặc ai có bao giải ra nào dưới đất cũng được. Đúng rồi. Tấm đó. Ai có. Em có. Ai có. Sao đấy chị cũng có. Có cứ đem đi. Cái đấy mình hay đi ai. Có thì mình đem. Ừ. Nếu nhà ai có cứ đem theo này thầy dư đựng thêm một cái đi nhá. Nó cũng bự mà. Còn gọi nó là như là 2 tấm rũ rồi. 2 tấm. Em vừa đây nè. Trải ra cái rồi mình móng mình những món đơn giản món khô dạ. Video của em xin phép được tạm dừng ở đây. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã yêu thương và xem hết video nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Bye bye.